Trong sử sách của nền tài chính thế giới, dường như mỗi bước tiến của tư bản tài chính quốc tế đều kèm theo những biến cố chính trị, bùng nổ khủng hoảng kinh tế và sự kiểm soát về lưu thông và phân phối cải cách mạng. Đằng sau những sự kiện đó luôn tồn tại bóng dáng mạnh mẽ của tư bản tài chính, đặt ra câu hỏi về quá trình hình thành, sự bành trướng toàn cầu và mức độ tác động quyết định của nó đối với nền kinh tế toàn cầu. Một trong những đỉnh cao bí ẩn của thế lực tài chính là Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Fed. Tổng thống Woodrow Wilson, người ký dự luật sáng tạo Fed, đã thừa nhận sự bất hạnh của mình khi nhận ra rằng hệ thống tài chính của nước đã bị kiểm soát bởi một số ít người. Sự xuất hiện và ảnh hưởng của Fed đã trở thành một câu hỏi lớn và gợi mở nghi vấn về những bí mật đằng sau cơ quan này. Vào đêm ngày 22 tháng 11 năm 1910, một nhóm người quyền lực rời khỏi sân ga Hoboken, New Jersey, bí mật đến một đảo xa lạ, đảo Jamaica. Đây không chỉ là một cuộc họp thông thường, nó đã đánh dấu một bước quan trọng trong lịch sử Mỹ. Sự bí mật của cuộc họp được đảm bảo bằng cách yêu cầu nhóm người này không được tiết lộ danh tính của mình và phải giữ bí mật với báo chí. Mục đích của cuộc họp là đặt ra kế hoạch kiểm soát tiền tệ và tín dụng của Mỹ và đưa ra sự hình thành của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Cuộc họp tại đảo Jamaica được tổ chức một cách hoàn toàn bí mật với sự tham gia của những người quyền lực như Nelson Albrecht, Woodrow Wilson và các đại diện từ ngành ngân hàng và tài chính. Họ đã thảo luận và đưa ra những quyết định quan trọng về sự thành lập của Ngân hàng Trung ương Mỹ nhằm đáp ứng cho mong muốn kiểm soát tài chính và ngân hàng của nhóm này. Sự bảo mật cao cấp được duy trì từ trước khi bước chân lên đảo, với các thành viên được yêu cầu không sử dụng tên thật của họ. Người ta nhớ lại sự kiện này với cái tên hội săn bắn đảo Jamaica là biểu hiện của sự hài hước và mức độ bí mật cao cấp mà cuộc họp này đòi hỏi. Cuối cùng, đảo Jamaica không chỉ là nơi để nghỉ đông của nhóm người quyền lực này, mà còn là nơi cho những cuộc họp bí mật và âm mưu. Nơi đây đã chứng kiến sự đặt ra và thảo luận về các chính sách quan trọng, tạo nên nền tảng cho sự xuất hiện của Ngân hàng Trung ương Mỹ và quyết định của nó đối với tài chính Mỹ trong giai đoạn kéo dài từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Nền kinh tế Mỹ đối mặt với nhiều thách thức do yếu kém của hệ thống tài chính, dẫn đến sự thất bại của nhiều ngân hàng và doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng phá sản hàng loạt. Trong tháng 10 năm 1907, khoảng một nửa số tiền gửi ở ngân hàng New York đã bị các công ty đầu tư ủy thác sử dụng để đầu tư vào thị trường cổ phiếu và trái phiếu rủi ro cao, khiến thị trường tài chính trở nên đầy căng thẳng và rủi ro. Tin đồn về nguy cơ phá sản của công ty Knickerbocker Trust, công ty ủy thác lớn thứ ba ở Mỹ, đã lan rộng, gây ra cuộc khủng hoảng niềm tin và sự rút tiền gửi đột ngột cùng với việc bán tháo cổ phiếu. Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng năm 1907 đã thúc đẩy Quốc hội Mỹ phải tạo ra một cơ quan quản lý tài chính mới, Ủy ban Tiền tệ Quốc gia, đồng thời đề xuất thiết lập một thể chế để ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro trong lĩnh vực tài chính. Vì vậy, một nhóm họp kín đã diễn ra trên đảo Jamaica trong vòng 9 ngày với sự căng thẳng và gay gắt để hoàn thành phương án. Thượng nghị sĩ Albrecht là người lãnh đạo với tính độc đoán, đưa ra sự chỉ đạo cho nhóm, trong khi Paul Warburg, chuyên gia ngân hàng, giải thích chi tiết từng câu hỏi một. Henry Davison, một nhà ngoại giao, chơi vai trò như một chất xúc tác duy trì tinh thần làm việc của nhóm. Paul Warburg được coi là người uyên thâm nhất trong nhóm, đảm nhiệm trách nhiệm chủ chốt trong việc phác thảo kế hoạch. Kế hoạch của ông được đưa ra thảo luận và thông qua bởi tất cả các thành viên khác với sự cân nhắc kỹ lưỡng của Thượng nghị sĩ Albrecht để đảm bảo hoàn hảo và khả năng được Quốc hội thông qua. Các thống đốc ngân hàng khác có vai trò bổ sung với những chi tiết cần thiết để đảm bảo họ đạt được mục tiêu của họ. Tất cả đều được xem xét kỹ lưỡng trước khi kế hoạch được hoàn thành, vì không có cơ hội thứ hai để thực hiện một lần nữa. Sau cuộc khủng hoảng năm 1907, lòng tin của người dân Mỹ đối với các ngân hàng đã giảm sút đáng kể. Điều này khiến cho đa số nghị sĩ quốc hội không dám công khai ủng hộ dự luật mà các ngân hàng tham gia tạo ra. Để giữ bí mật và che đậy ý định của mình, Paul Warburg đề xuất tên Cục Dự trữ Liên bang, Federal Reserve System, để tránh ánh sáng của dư luận. Tuy nhiên, thực tế là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có đầy đủ chức năng của một ngân hàng trung ương và sẽ thu được lợi ích lớn từ việc đó. Một vấn đề khác cần xem xét là làm thế nào để tìm ra người quản lý cho 12 ngân hàng địa phương thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Kinh nghiệm chính trị của Nelson Albrecht đã giúp ông tìm ra giải pháp. Các nghị sĩ miền Trung Tây thường có mối thù với ngân hàng New York, nên để tránh mất kiểm soát, Tổng thống sẽ bổ nhiệm vị trí chủ tịch ngân hàng địa phương, không phải quốc hội. Tuy nhiên, điều này tạo ra một lỗ hổng pháp luật mà Điều 8 chương 1 của Hiến pháp Mỹ đã rõ ràng quy định quốc hội chịu trách nhiệm quản lý phát hành tiền tệ. Paul Warburg tinh tế đề xuất một giải pháp thông qua ý kiến, quốc hội sẽ kiểm soát Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, chính phủ sẽ đại diện trong Hội đồng Quản trị, nhưng đa số thành viên của Hội đồng Quản trị sẽ do Hiệp hội Ngân hàng trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát. Tuy nhiên, trong phiên bản cuối cùng, ông đã thay đổi thành thành viên của Hội đồng Quản trị do Tổng thống Mỹ bổ nhiệm, nhưng chức năng chính xác của Hội đồng Quản trị sẽ do Hội đồng Tư vấn Liên bang kiểm soát, và cùng với Hội đồng Quản trị, Hội đồng Tư vấn Liên bang sẽ định kỳ mở hội nghị thảo luận công việc. Cụ thể, Fed sẽ bao gồm 12 Fed con nằm ở các tiểu bang,
với mỗi phát con là một ngân hàng thương mại tư nhân ở địa phương. Thành viên của Ủy ban Tư vấn Liên bang sẽ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị của 12 ngân hàng dự trữ liên bang quyết định. Điều này thực sự là một cách để che đậy sự thật và tránh sự chú ý của công chúng. Cuối cùng, vào ngày 23 tháng 12 năm 1913, Chính phủ Dân cử Mỹ đã chấp nhận sự thống trị của quyền lực tài chính thông qua việc ký kết Federal Reserve Act, đánh dấu sự ra đời chính thức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Các nhân vật quan trọng tại phố Wall, 7 người được xem là người chi phối đại bộ phận ngành công nghiệp và nguồn vốn Mỹ, đã chính thức nắm giữ quyền lực kiểm soát toàn bộ nước Mỹ và ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế giới. Họ là những người thực sự điều khiển sự hình thành của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tạo ra một phiên bản của Ngân hàng Anh Quốc tại Mỹ. Đừng quên bấm nút like và share để ủng hộ chúng mình làm thêm những video mới nhé!